Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 6, ngày làm việc thứ 17 của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Theo chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động và thông qua các nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Buổi chiều Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Hôm qua ngày 13 tháng 6, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 172 truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về dự án đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh và dự án đường cao tốc Hữu Nghị Trì Lăng. Thông báo kết luận 172 nêu rõ việc triển khai đầu tư sớm hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh và dự án thành phần 2 đoạn Hữu Nghị Chi Lăng thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn có ý nghĩa rất quan trọng, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ cao tốc kết nối hai tỉnh Cao Bằng Lạng Sơn với mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đồng thời kết hợp với tuyến từ Lạng Sơn đi Tiên Yên Quảng Ninh sẽ tạo ra trục giao thông kết nối trực tiếp Cao Bằng Lạng Sơn ra biển, rút ngắn thời gian lưu thông tạo hành lang phát triển kinh tế xã hội là không gian động lực phát triển mới cho khu vực miền núi Đông Bắc. Thủ tướng Chính phủ giao các bộ cơ quan liên quan khẩn trương giả soát thủ tục quy trình theo quy định và tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành để chỉ đạo xử lý các khó khăn vướng mắc đối với hai dự án nêu trên khi triển khai các quy trình quy định tiếp theo.